Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Keith Bitt, Thứ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư của Úc đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Keith Bitt nhận định, Việt Nam hiện đang là điểm đến du lịch hấp dẫn với công dân Úc. Do đó, thời gian tới Úc cũng sẽ tăng cường quảng bá cho việc mở rộng hợp tác trên lĩnh vực du lịch và hàng không giữa hai nước. Đánh giá cao những hoạt động của Thứ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư của Úc tại Việt Nam lần này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng cho biết hiện kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Úc đã đạt hơn 10 tỷ đô la Úc mỗi năm. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển.